Nghị quyết nhiệm vụ năm 2021 của Đảng bộ phường Tân Chính, quận Thanh Khê đề ra mức phấn đấu thu ngân sách vượt 5% kế hoạch quận giao. Nhiệm vụ đặt ra cho địa phương là tích cực thực hiện mục tiêu kép vừa kiểm soát dịch bệnh, vừa khôi phục phát triển kinh tế. Đặc biệt, phường chú trọng khai thác hiệu quả tuyến phố chuyên danh Lê Duẩn, duy trì điểm buôn bán thức ăn đường phố trên tuyến đường Hải Phòng, duy trì chợ Tân Chính theo hướng chợ văn minh thương mại, an toàn thực phẩm. Trong công tác xây dựng đảng, nghị quyết nhiệm vụ của đảng bộ tập trung đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn đảng, nâng cao chất lượng hoạt động và vai trò của chi bộ trong công tác chỉ đạo các tổ chức dưới phường, tăng cường công tác kiểm tra giám sát gắn công tác kiểm tra giám sát với hoạt động giám sát của mặt trận.